bình thường vậy. Nhưng mà cái này là đã được hồi lúc mà thầy giống đó làm bốn bức thành này thì đã đó có để đất mới vô rồi, chứ không phải là nổi, cái nổi là nổi hồi trước, hiểu không? À, sao như vậy là nói như vậy không? Cái hình biến lên luôn. Biến cái hình lên mà tận nguyên bộ đồ trắng vậy đó ha. Tận nguyên bộ đồ trắng luôn. Mà thấy luôn, nguyên cái hình luôn. Nghe người ta nói vậy chắc tôi không biết nha. Rồi thấy cái xác cô nằm ngay đây. À, thì con biết thì hồi đó nghèo khó lắm. Thì theo sự cô suy nghĩ á, thì nhiều khi không có hàng gương, nó chỉ bó chiếu và chôn thôi. À, nhưng mà chôn cô rồi á, thì cũng bình thường thôi đúng không? Như mấy mộ khác thôi, nhưng mà có người ta tự nhiên ta phát hiện là thấy cái mộ của cô á, nó láng lứt, nó không có mọc cỏ. Em á, con thấy chỗ cái mộ cô á, có một người mặc một đồ trắng ngầu vậy. Dạ. Con sợ quá, con chạy vô, mặt mày xanh lè luôn, lúc đó là 7 giờ tối. Và cô nghĩ là chắc các vị này cũng thử thách gì đây, cũng như nói không biết có hay không có. Thì để cho có thấy lần cho biết gì đó. À, cô nghĩ là vậy. Nhưng... Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Đăng Lang Thang. Hiện tại thì Đăng đang đứng giữa một cánh đồng nè quý cô chú anh chị. À đây. À thì đây là một nơi vùng quê của thị xã Ngã Năm. Thì ở đây có một cái ngôi chùa thì được chia sẻ là ngôi chùa này cũng rất là đặc biệt. Hầu như là nổi tiếng khi mà nói chùa, về ngôi chùa này ở đây ai cũng biết hết. Ngôi chùa này có tên là ngôi chùa Vĩnh Thạnh. Thì hồi nãy anh em mình có chạy xe vô rồi và ghé hỏi thăm sư cô rồi thì gặp sư cô ở trong á. Thì ngôi chùa này có một cái tích rất là đặc biệt, đó là một ngôi mộ cổ nhưng mà mộ nổi. Tại sao gọi là mộ nổi? Tại vì ở trong á có một ngôi mộ là mộ của một người con gái mà chỉ mới 19 tuổi thôi, là mất cách đây cũng khoảng là 100 năm rồi quý cô chú anh chị. Thì có một sự linh thiêng đó, có mà cái ngôi mộ đó đất á càng ngày nó càng nổi lên. Đây thì đang thấy một cái ông gắn nè chạy ngang nè. Hết hồn quý cô chú anh chị. Ông gắn nó gượt cái con kỳ đà, thì đang đứng gần ở đó thì tưởng đâu là lại cắn đang không à. Nhưng mà rất là nguy hiểm luôn. Đâu rồi? Ông rắn đâu rồi? Con đến đây là con tìm hiểu, con tham quan ngôi chùa thôi chứ con không làm gì. Ông làm con hết hồn. Thì trước mặt quý cô chú anh chị đó là một cái tượng đài, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở khung cảnh ngôi chùa này thì nhìn rất là hoang sơ. Ở trong thì có những cái cây sao, những cái giống như ở đây là một cái gò đất vậy, xung quanh toàn là những cái cánh đồng ruộng lúa. Thì bây giờ cái câu chuyện của cái mộ cô gái nó như thế nào á, bây giờ đang mời quý cô chú anh chị cùng đăng vào bên trong để mà hỏi thăm sư cô. Thấy cái hình biến lên luôn. Trời ơi. Biến cái hình lên mà bận nguyên bộ đồ trắng vậy đó ha. Dạ. Bận nguyên bộ đồ trắng luôn mà thấy nguyên cái hình luôn. Nghe người ta nói vậy chắc tôi không biết nha. Dạ, ngay chỗ ngôi mộ đó luôn. Dạ, dạ, ngay chân ngôi mộ mà đứng ở trên ngôi mộ luôn. Trời ơi, là hồn cô Loan vẫn đứng trên ngôi mộ luôn. Dạ, cái hồn cô Loan á. Dạ. Vậy đó. Dạ. Linh quá hay là cô hen. Linh chú lắm, linh luôn, bởi dạ. Hay lắm hay luôn. Dạ. Hầu như là vòng vòng ai đây ai cũng biết hết trơn hả cô? Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Mấy người ta ở chùa lâu năm là người ta biết hết trơn à. Dạ. Tôi mới xuống đây mới có chừng năm tôi đi tới đi luôn hoài á, tôi không có ở chỗ. Dạ. Dạ. Mình đi mần con quả mà. Dạ. Vậy là công nhận cái mộ ngoài đó là một cái sự gì đó rất là màu nhiệm. Dạ dạ dạ. Hầu như rồi. Ai cũng biết hết hả cô? Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Cái chùa này mà cái cô này lớn lắm đông, có bữa nay ít thôi nhưng mà nếu mà cái dầm lớn này kia nó hì hì người ta luôn. Dạ. Có dầm lớn là người ta đi dữ lắm luôn. Là Phật tử người ta lấy cúng hả bà? Cần Thơ cũng xuống, Cần Thơ cũng xuống hết trơn đủ hết trơn.
Là ngôi chùa này linh nghiệm cho nên là Phật tử ta mới đi nhiều hả bà? Dạ, dạ. Là những Phật tử với mấy cô mấy bà đây thường xuyên gặp không ạ? Là cô rất là linh thiêng, những người mà hốt là nhảy dưới là vô là gặp là thấy hết á cô. Thì sao mãi nổi lên từ từ nổi lên gì đó, còn mấy cô giờ ta cứ giấy giờ thì cô có khi nào cô thấy với cô? Không, nằm không biết luôn đây. Còn ở đây ta đi một đêm ta cũng thấy. Dạ. Hồi nãy cô nói là nổi lên là sao cô? Dưới đất liền gì mà nổi lớp mạ lên. Trời ơi, ghê vậy? Đó, ngay chỗ đó. Em đi ra ngoài đó đây. Dạ. Có nghĩa là trước thì đất là đất bằng. Ừ, đất trước giờ không lên hết trơn. Dạ, nhưng mà sau 5 tháng thì nổi lên ha. Dạ, con cảm ơn bà nha bà. Thì lúc cô về đây á, cô thì người giống như ở trên thiên chuyển xuống. Dạ. Là hồi trước là cô ở trên Vào Khánh Sơn, ở trên Sóc Trăng, ở trên tỉnh á. Thì lúc đó tháng 10 của năm 2017. Dạ. Thì giống như cái vị trụ trì đây nè, đang trụ trì nhưng mà ngày bệnh. Thì gia đình nó mới rước ngày về đi trị bệnh và rước về nhà luôn. Thì ở đây là không có người tu ở chùa. Cho nên quý thầy trên tỉnh mới nói là đưa cô về dưới này dùm chăm nom tụng kinh đồ hàng ngày thôi. Nhưng mà sau qua một tháng sau á thì thầy trụ trì đó mất luôn. Trời. Đó thì cái quý thầy nói thôi bây giờ chắc nếu con thuận duyên ở đây chắc là con ở đây tiếp tục. Dạ. Cũng giữ cái vai trò là gìn giữ trong coi chùa thôi chứ chưa là chính thức là bổ nhiệm trụ trì. Dạ. Đó thì khi mà cô về đây á cô thấy hồi đó tùm lắm. Dạ. Cái đường đi là sau này cô mới mở ra thôi, giúp cô về cô mới mở thôi chứ. Yeah. Cái đường đó là bà Kinh Thủy Lợi. Yeah. Đó thì cô mới xin dân mở đường vô đây và dần dần cô mới lót gạch vỉa hè để trơn chờ của bà con lớn tuổi đi chùa sợ á. Yeah. Té rồi này nọ cái phiền phức của gia đình người ta cô không cố gắng tạo con đường đi vô. Thì cô về hồi cuối năm 2017 và cho tới hôm nay. Yeah. Dạ thì nếu mà con thấy con nghĩ xung quanh đây ngày xưa cũng chắc cũng rừng cây đồ nhiều lắm á sư cô ha. Thì sau này sư cô về sư cô muốn khai quen ra nó được như bây giờ. Hồi trước á khi mà cất chùa khi mà hồi xưa á là chùa mình là chòi tranh vách lá thôi. Dạ. Dùng quê mà dùng miền quê mà dùng này là dùng chiến tranh mà. Trời ơi, vậy hả, cái tại thị xã Nga Năm hiện giờ đó ha. Dạ. Là gọi là cái chi khu. Đó thì hồi đó trong này con thấy xa xa bên đó là có chiến sĩ, thời chiến sĩ. Yeah. Có nghĩa là hồi trước á thì cô mới về 5 năm đây thôi thì bà con này ta nói ở đây là bom đạn rồi cái người ta mới giật mấy chú có mất ở đây nhiều cho nên mới thời chiến sĩ ở đây luôn. Yeah. Nói chung là ở đây ngày xưa là dùng chiến nên rất là nhiều những anh hùng chiến sĩ đó. Cái giống như cái người dân ở đây á, hôm qua người ta tới đây người ta xin cô á là giống đám giỗ á. Mà xin cầu siêu quá mà cô hỏi sao mới 18 tuổi, 20 tuổi có bệnh gì không mà mất sớm tội nghiệp vậy đó. Y nói hồi đó cũng như đi hoạt động á, mất sớm, chưa có gia đình nữa. Đó thì trong ở đây là cũng như chiến tranh này, thời chiến tranh là ở đây bị thiệt hại nhiều lắm. Chùa chiền có những chùa nào mà như là chùa Ô Chum, chùa Miên ấy, ở trong này hơn cây số ở trong nha. Cái chánh điện á là bom đạn á dập xuống tan nát hết trơn. Trời ơi. Rồi bên chùa Giác Hương bên kia là chùa Việt. Yeah. Tượng Phật rồi đó thì bơm ở trên gớt xuống đâu có tránh nào được đâu con. Là Đức Phật rồi đó, tượng Phật rồi Đức Giai, Đức Cổ vì giống như là mình bị thương vậy đó. Yeah. Họ cũng các ngài cũng bị ảnh hưởng chiến tranh luôn. Yeah. Ha. Rồi sau cái khi đó rồi quý thầy về cái mới thỉnh cái mấy cái cốt bể đó đó. Yeah. Để rồi vô tháp rồi mình để vô tháp để tươm tất. Để khi mình lễ tháp bên này mình lại xá tháp thì cũng như là thả lễ các ngài. Vậy là từ hồi lúc mà sư cô về là cách đây là được bao nhiêu năm hết cô? Là... Cô về là năm 2022 này á. Dạ. Là giống như là năm cái Tết. Năm cái Tết. À, có nghĩa là cô về 4 năm 2 tháng thôi. Dạ. À, vậy đó, 4 năm 2 tháng. Vậy là hồi xưa là chùa mình vẫn là có sư thầy. Có. Dạ. Hồi trước là quý thầy ở liên tục là 5 đời. Dạ.
Hồi trước xưa là khi mà trò danh dách lá là chùa sư cô. Sư cô mà giống như ở trong quê mà thường hay kêu sư cô là cô ba vậy đó. Người ta nói chùa Vĩnh Thạnh đó là giáo hội cho cái tên của chùa là sau này mới có. Nhưng hồi xưa người ta hay chùa kêu là chùa cô ba ở Xẻo Cại. À, Xẻo Cại. À, là nếu mà những người lớn tuổi ngày xưa là bây giờ mình nhắc lại chùa cô ba ở Xẻo Cại là người ta sẽ nhớ biết liền. Nhớ, rồi còn à. Nhiều khi con cháu cũng biết, cũng như là lúc đó là ông, thí dụ như là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội đi, rồi mình là con cháu vậy đó. Dạ. Bây giờ nó cũng còn biết. Dạ, thưa sư cô, thì như ngày hôm nay mấy anh em con đến đây để mà thăm chùa với lại thăm sư cô á, thì sẵn đó con có biết đến chùa mình có một cái câu chuyện, đó là một cái ngôi mộ của một người phụ nữ, một người thiếu nữ là tự ở lòng đất nổi lên hả sư cô? Hay là cái đó là ai à, cái này á thì hồi đó thì cô cũng có nói trước tới bây giờ. Dạ. Thì khi mà về đây á thì cây cối ôm tùm như là nó không được dán gọn như bây giờ. Tại lúc thời điểm đó thầy suốt thời gian 2 năm thầy bệnh không. Thì con thấy người bệnh thì chỉ lo sức khỏe mình còn không xong nữa, đâu có làm gì được. Dạ. Cho nên nó ôm tùm lắm. Rồi sau khi cô về cô mới dán từ từ những cái nào nó cây tạp rồi thì cô dán cho nó sạch sẽ. Dạ. Thì cô làm từ trong ra dài đây là cho cái cảnh cho nó thân thiện á. Chứ người ta sợ ma nó không dám vô. Đó rồi đi dài ra tới đây rồi cái đầu mình dọn rồi thắp nhang thì cho biểu đây là miếu dạng ban ngũ hành. Dạ. À, đó có năm mẹ lớn đó là dạ. Mẹ chú xứ ha, là mẹ chú xứ ở đây. Còn năm người phía trước này là năm mẹ dạng ban nữa. Dạ. Là kim mộc thủy hỏa thổ. Dạ. À, đó thì đã có hồi đó, giờ như ngôi chùa có thì đã cái miếu này cũng có chung với ngôi chùa. Dạ. Theo cái thời cuộc giống như lúc chùa lá thì miếu lá, rồi lúc bây giờ chùa lên xi măng cốt sắt thì cũng xây xi măng cốt sắt cho. Dạ. Cho bà luôn. Vậy là cái miếu với chùa là chung chung luôn. Dạ. Chung luôn. Dạ. Ở trong đó con thấy có cái cây đao hay cây gì hả sư cô? À, cái lọng con, cái lọng. Dạ. À, thường thường á bên giống như con thấy con thường đi Châu Đốc có lên chùa Bà đó. Dạ. Thì con cũng thấy người ta làm những cái lọng phướng rồi để cho cái chỗ thờ phụng của bà được trang nghiêm á. Dạ. Thì ở đây Phật tử người ta đi núi về xong người ta cũng thỉnh về để như là ở đây thì mình cúng lễ của cái miếu trong bổn đạo nhỏ nhỏ này nè. Dạ. Là ngày 18 tháng 2 thì mỗi năm các vị đó cũng mua áo mão, thỉnh áo mão về để thay tắm mới năm mới cho bà. Dạ. Là cái người ta mua, người ta đi thỉnh như vậy đó, là cái người nào mà được thỉnh người ta cầu cho một cái gia đình ta. Dạ. Trong một năm làm ăn cũng như là được thuận lợi, rồi gia đình ta được bình an vậy đó. Dạ. Là người ta tin tưởng rồi là người ta cứ đi thỉnh lại, ta thay mỗi năm mỗi khác. Dạ. Vậy đó. Dạ. Thì còn những cái ngôi mộ mà ở ngoài đây là cái câu chuyện như rồi ở đây giờ mình ha, bây giờ mình nói hồi nãy là mình nói miễu bà ở đây. Dạ. Ha. Dạ. Bây giờ mình đi ra ngoài mộ này là mộ cô Lon. Mộ cô Lon hả sư cô? À, mộ cô Lon. Dạ. Cô á thì mất này á là Lê Thị Lon, mà tới bữa 16 tháng 5 này nè. Dạ. là đám giỗ của cô. Vậy là 16 tháng 5 tới là sẽ là nhà của cô Lon này hả? Đúng rồi. Dạ. Thì bà con xóm mắp này người ta tới lui đây nè. Người ta biết ngày giỗ thì người ta có cái tâm của người ta đó. Người ta muốn phát tâm, người ta muốn cúng cái gì để gọi là tạ lễ cho cô đó, thì người ta mua tới đây người ta cúng. Dạ. Vậy đó. Đây. Ở đây là mộ cô Lon nè. Wow. Nè. Đó. Cô, mấy đứa con cũng có duyên. Thì hôm qua là ngày đầu bước qua đầu tháng là ngày mùng 1. Thì cô mới nhờ mấy chú bên Hoa Văn á. Dạ. Về đây nè, rồi đắp cặp phụng này lên thêm. Cái mặt dựng này. Mặt dựng này thì mộ của cô đã có trước tới giờ ha. Hai đôi liễn với lại bốn chữ lớn chính giữa. Cái này là được xây á, trong xây lại á nghe, hồi xưa là mái đất. Dạ. Mái đất gì nè đó vậy thôi đó, rồi sau này tới 2004 á thì cái vị trụ trì ở đang hiện tại đây đó thì mới xây mộ cho cô, mà xây như vậy nè. À, để tụi con đi ra phía sau để vòng bên này ha. Dạ. đi qua phía bên này á thì hồi đó thầy xây bốn cái thành này. À, lên tới đây
như cái mộ vị ha, mà mình xây vậy nè. Thì cũng có nhiều nhiều vị á, nói hồi xưa là do cái mộ cô Loan này nè, là cái Mã Nổi, thì cô không có muốn xây tường bích lại, cô muốn chỉ để đáy đất bình thường vậy. Cho nên hồi bữa mùng 5 tháng 2 vừa rồi là thinh minh đó. Rồi cô mấy cô đó người ta lại ta xin keo khấn nguyện được và cắt ba mặt này ra. Rồi, cắt hết những bức tường này ra. Rồi cắt để, cho đất để bình thường vậy thôi, để đất bình thường vậy. Nhưng mà cái này đã được hồi lúc mà thầy giống làm bốn bức thành này thì đã đó có để đất mới vô rồi. Dạ. Chứ không phải là nổi, cái nổi là nổi hồi trước, hiểu không? À, sao như vậy là nói như vậy không? Vậy là cái ngôi mộ này ngày xưa là từ ở dưới lòng đất nổi lên hả sư cô? Cũng như á thì có câu chuyện như thế này. Dạ, con mời sư cô vào đây để cho mát sư cô. Rồi cũng như là thay vì á con người ta thì có bệnh có chết thì đó là một cái việc bình thường thôi. Nhưng mà cái riêng cái mộ cô Loan này tại sao mà nói là hồi xưa bà con ta nói chùa xéo cại, chùa cô Ba xéo cại có cái Mã Nổi. Dạ. Là nó nói hồi xưa xưa rồi, nói hồi mấy chục năm về trước rồi đó. Thì hồi lúc đó thì cô mới đi dọn dẹp cái tới đây nè, thì thấy cái phía cái mặt dựng này với cái ngôi mộ này có khác biệt hơn mấy ngôi mộ đó. Dạ. Đó, xung quanh đây con thấy có mộ nhỏ 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 ha. Nhưng mà thấy hơi khác biệt thì cô cũng hỏi bà con ở đây, mấy người lớn tuổi á. Dạ. Nói mấy cô ở đây lâu năm, người xứ sở đây nè. Mấy cô biết cái ngôi mộ chỗ để âm linh thiên cổ đó là có cái tích gì á, cũng biết kể cho cô nghe với. Thì mấy cô Phật tử mới kể là nói hồi xưa á, trong này nó rừng rậm không à, gọi là có cọp beo luôn á. Dạ. Ừ. Thì sau này người ta về mới ta pha khai quang rồi mới làm ruộng rồi có xóm làng vậy thôi, chứ hồi đó là rừng với nó là cái xẻo, hồi đó nó dôi đi mà thành cái xẻo là cái sông á. Dạ. Nó đi với nó lầy á, còn lầy mất đất hết trơn rồi, giống như là người ta kêu bằng cái sông dôi đi luôn đó. Dạ. Nó lầy á, nó lầy với cái thành cái đường sông nhỏ với cái xẻo nhỏ vậy đó đó. Thì cái cô này á đi kiếm củi 3 ngày sau bị mất tích. Dạ. Thì gia đình cũng đi kiếm mà không gặp, thì tới chừng kiếm được rồi thấy cái xác cô nằm ngay đây. Dạ. Thì con biết thì hồi đó nghèo khó lắm, thì theo sự cô suy nghĩ á thì nhiều khi không có hàng gương, nó chỉ bó chiếu và chôn thôi. Dạ. Nhưng mà chôn cô rồi á thì cũng bình thường thôi đúng không, như mấy mộ khác thôi. Nhưng mà có người ta tự nhiên ta phát hiện là thấy cái mộ của cô á nó láng lứt, nó không có mọc cỏ. Giống như xung quanh là không có cái gì không có cỏ xâm phạm. Đúng rồi đó. Rồi cứ như có cái chú kia nói là chú ở chùa này tu đó, thì dắt trưa cỡ từ 11 giờ tới 12 giờ á, cái trên cái nấm mộ đó nó hơi nhô lên cỡ 5 phân vậy nè. Dạ. Vậy trong buổi trưa. Đó thì người ta mới nói là ở trong này có cái Mã Nổi, là nó có từ trước tới bây giờ. Rồi tới thì kéo dài tới thời gian tới thầy đó chủ trì trong 2004 đó, thì thầy mới xây lên như vậy đó. Thì nó là như vậy, nó không có gì nhưng mà nó vẫn là không có mọc cỏ. Dạ. Còn cái mái che này nó che cứng hơn khoảng là một năm nay thôi. Dạ. Chứ còn lúc mà chống trơn chưa có mái che này thì cũng như mấy cái mộ khác mà con cái trên mộ không có mọc cỏ cũng lạ hả chứ cô ha. Ừ. Dạ. Đó. Thường thường những cái môi mộ đất á, ở nằm ở ngoài là cỏ sẽ mọc um tùm luôn. Mà bây giờ tụi con thấy nè, mấy cỏ này là mấy đứa nó mới xịt thuốc khai quang, giống như xịt thuốc cỏ đó, nó mới đỏ đỏ nè. Dạ. Gặp trời mưa lại nó chưa có chết được đó, nhưng mà làm tới làm hết nổi thì xảy không sao nhổ. Dạ. Đành phải xịt thuốc. Thì nhưng mà lại riêng đặc biệt cái ngôi mộ này không có cỏ, người ta mới ở xóm ghiền ở Ngã Năm này hầu như ai cũng biết. Dạ. Rồi cái như là trong cái thời gian vừa rồi cái chú mà Phước Cần Thơ tới đây á, rồi ghé đây rồi cắt cái mái che này thì mấy bên YouTube mới đem mới biết nhiều rồi tới giờ đó. Dạ. Chứ hồi đó không ai biết là gì. Dạ, á. Ừ. Tại vì thường là những cái câu chuyện này nó chưa được truyền nhiều ngoài á, ra ngoài nên tụi con cũng nhờ ít người biết tới sư cô. Yeah. Dạ. Cho con xin phép hỏi sư cô là nếu mà nói về mộ này không có cỏ
có khi nào là về cái chất đất không cô? Cô cũng không, cái chuyện đó thì cô cũng không gành nữa. Nhưng mà cô con thấy là sao, tại sao mấy xung quanh đây đều có cỏ nhưng mà riêng cái mộ này nó không cỏ mà nhúng nhấn là cục trong cục đất này thôi. Thế nó mới có một sự kỳ diệu ha. Đất là mình cũng lấy từ ở ngoài đây mình đắp vô. Không, lúc hồi hồi lúc mà xây bốn thành này thì cô nghĩ mộ thấp thấp vậy nè phải không? Mà mình lên tới như vậy á là mình phải lấy đất vòng vòng đây đắp vô vậy. Nhưng mà nó vậy hoài luôn đó. Nhưng mà có mái che thì bây giờ nói là che nắng rồi, hoặc là che mưa rồi nước mưa hơi vô không có thấm vô đất rồi không mọc cỏ. Thì đồng ý rồi bây giờ có mái che là mát rồi thì sẽ cũng không mọc cỏ luôn nhưng mà không phải vậy. Nếu mà bình thường thì không có ai nói đến này đúng không? Nó hơi không bình thường, nó hơi phi thường chút. Thì cô á là nói chung ở đây cô chủ trì. Cô cũng mới làm lễ bổ nhiệm ở đi gần về đây 5 năm rồi nhưng mà cô mới làm lễ bổ nhiệm hồi hôm 16 tháng 2. Đó. Thì hồi bữa 16 tháng 4 vừa rồi vừa tắm Phật bữa trước rồi bữa sau là cao hớn vô quay á, vô quay buổi chiều đó, đó. Dạ thưa cô thì ở đây là cái bài thiên ở trước á, giống như chỗ mà cái trước ngôi mộ âm linh thiên cổ. Âm linh thiên cổ này là như thế nào, cái dòng chữ mình dịch ra là sao ấy cô nghe? Thì hồi cô nghe cô cũng hỏi mà bà con á thì hồi trước á cái chùa này giống như gần như là không ai ở bỏ quan này con. Dạ. Thì bốn khi mà giao bà cô lớn tuổi bà cô mới giao chùa cho giáo hội á thì giáo hội mới đưa là bốn vị hòa thượng cũng như có chùa hết trơn rồi nhưng mà các ngài á khép lại công việc của chùa mà bốn vị về đây. Dạ. Rồi cũng như là phá cây cối đồ cho chống trải đồ ra rồi với lại cất chùa luôn. Dạ. Thì mới là làm cái mặt dựng này luôn nè con. Dạ. Thì cái hai liễn này á là do hòa thượng của chùa Bửu Long á là ngài viết để trước cái mặt dựng của mộ Cô Loan đây. Thì theo cô nghĩ con thấy như những cái chữ này nè thì nói về thần thánh hay là nói về người nữ mà là tiên nữ hay là những cái hoa sắc rồi nói về cái tài hoa của một người nữ thôi. Thì theo cô nghĩ thì cái Cô Loan này cũng là người dân người ta có những cái cầu nguyện gì tin tưởng của cô á mà cô cũng gia hộ được. Người ta có phước và cô đủ duyên gia hộ cho người ta được á. Thì gì trong cái thời điểm đó đó ha, thì là điểm mà lúc hòa thượng viết mấy câu này để mà phong tặng cho cô này. Giống như là ở đây là Cô Loan là được một cái sự là những người dân tin tưởng và ta nói về tâm linh đó là linh thiêng á. Linh thiêng á. Rồi cái là được những sư thầy đó ra đặng mà viết chữ để mà tặng hay không vậy đó. Rồi thay vì những mộ khác thì con thấy gì bình thường thôi phải không? Dạ. Nhưng mà tại sao á mộ này có bốn chữ như vậy và thêm hai đôi liễn hai bên ha? Thì nói về có cái một cái người nữ thôi. Rồi cô á thì cô thấy vừa rồi thì mở bốn cái mà bức thành á sau mộ rồi. Cô thấy phía hình như phía trước này cũng có gì hơi bị trống trải. Thì bữa mùng 1 mới đây là đây hai bữa là cô mới kêu thợ qua văn về đúc thêm một cặp phụng lên đây cho cái phần mặt dựng cái mộ á khang trang hơn cho bà con tới đây cũng một cái niềm tin. Ở đây cô muốn nói á là không phải là cô nói như vậy để tuyên truyền mê tín dị đoan. Nhưng mà cái đức tin á thì gọi là cô thường nói á, mình có phước và khi có duyên với một cái hoàn cảnh nào mà mình làm cho nó hợp lệ á thì nó sẽ ăn khớp và nó sẽ thành tựu. Còn nếu như mình không có phước và nói nếu mà cầu được ước muốn hết ai tới đây cũng cầu nguyện được hết á thì xã hội này chắc không có khổ. Ha. Đó thì cũng ý cô là vậy. Ý của sư cô nói với quý chúng chị là ở đây không phải là mình chuyên truyền mê tín dị đoan về có một cái ngôi mộ ở đây. Nhưng mà ở đây là để chủ yếu là cái câu chuyện miệng truyền miệng nhân gian ngày xưa giờ thì ai tin thì sẽ tin và đúng ai rồi. Không tin là cứ coi là vô thường. Thì cũng như cách đây như tụi em tới đây là cũng như là bốn người á nhưng mà cái người đầu tiên thì cũng có nhiều bà con cũng biết cũng có họ cũng gọi điện thoại tới
hỏi đường cô đi đi, đi đường trong này nè, là đi thành phố Hồ Chí Minh tới Cần Thơ rồi tới đường ngã ba Cái Tắc đó, thì đi ngang qua đây thì có thể là đi ngang chùa, rồi có thể là ghé xin thắp nhang lễ Phật và viếng mộ cô Loan, và họ xin một chút sự bình an, cái sự mà đức tin của họ đó. Thì cô cũng nói, cô cũng chỉ đường cho bà con tới. Dạ, thưa sư cô, thì ở đây á, con thấy chùa mình á, thì chùa sư, chùa ni mà con thấy bây giờ ở xung quanh mình không có bức tường rào nữa thôi sư cô. Bây giờ con thấy cô về thì trăm điều khó khăn luôn. Nhưng mà mình ở chùa mà tùy duyên á con. Cô chỉ thấy đường đi vô khó, nếu mà cô không có đăng cái bảng ở ngoài lộ lớn ngoại á, thì người ta không, người qua lại sẽ không biết ở trong này có ngôi chùa. Cho nên là cô xin phép á, để cái bảng phía ngoài đường lớn ngoài đó. Rồi cái đường mà tụi con đi vô á, 650 mét đó, là lúc đó cô xin cái bờ kinh thủy lợi. Rồi mình mở đường cho bà con đi vô đây. Dạ, để con mời sư cô đi vào trong để cô. Thôi con không sao. Dạ, thôi. Thôi nói đây cho cô Loan cũng nghe luôn cho. Dạ, nếu mà cô Loan mà có linh thiêng thì phù hộ cho sư cô và cho tụi con. Và cũng cầu mong được đủ duyên với các mạnh thường quân. Một người một ít lòng thành để mà mình làm một bức tường rào cho sư cô, chứ tại chùa đây là chùa giờ là chùa ni rồi, thành giống như chùa ni rồi hen con hen. Dạ. Mà một mình sư cô ở đây ban đêm ban hôm thì nó cũng rất là nguy hiểm. Dạ, thì để nếu mà có được mạnh thường quân hoặc là quý Phật tử ở phương xa, mỗi người mà hùng dạ một ít để mà làm một cái tường rào. Rào mình xây một lên một cái chừng 1 mét gạch, 2 mét gạch vậy đó. Đúng rồi. Để cho cái ngôi chùa. Nói chung là mình mua lưới B40 gì đó con. Dạ. Để làm cho nó có. Rồi có thể mình trồng bông cho nó leo lên trên bờ rào đó cũng. Dạ, nó đẹp. Vừa đẹp với chẳng hoàng trồng bông gì, cái gì, cây gì, trái đậu gồng rồi đó. Dạ. Để cho bà con tới cái có được ăn mướp rồi đó. Dạ. Những cái món ăn đồng quê ha. Dạ, cô cũng muốn là như vậy. Dạ. Nhưng mà cái gì cũng là. Gọi là đủ duyên. Dạ, ha. Dạ. Đấy thì trong cái qua hai cái mùa dịch thì bà con mình hầu như người nào cũng gặp khó khăn. Dạ, ha. Dạ. Thì vậy cũng tùy duyên. Dạ. Thì nếu mà nói về phát hiện ngôi mộ này là từ năm 2004 hả sư cô? À không đâu, 2004 là giống như mà cô nói là thầy chủ trì cái trong năm 2004 đó. Xây cái ngôi mộ này lại. Chứ cái ngôi mộ này đó có, cũng như là theo cô nghĩ là chùa năm nay cô về đây á là đúng tròn 100 năm rồi đó. Hồi cô về là 95 năm rồi, giờ cô ở 5 năm nữa là đúng 100. Thì đã giống như ngôi mộ này cũng gần như cả 100 năm rồi. Cho nên nằm ở trong cái thánh địa mà cái thời đó mà vẫn còn là mã đất á con, là lâu lắm. Nếu mà nói về 100 năm thì cô Loan nay cũng là rất là lớn tuổi. Lớn tuổi rồi. Nhưng mà cô Loan thì có một sự màu nhiệm gì đó đặc biệt nên dân ở đây người ta tin tưởng. Thì cũng có bà con ở trên thành phố Hồ Chí Minh cũng coi cái YouTube của Phước Cần Thơ và người ta cũng điện tới cho cô, thì cô có cho số điện thoại đó. Dạ. Thì nó thấy điện thoại đó người ta cũng điện và nói nằm mơ thấy là đi lại đây nè, rồi gặp cái vị này là một người nữ mà đẹp lắm, rồi tóc dài và nói tự xưng là cô Loan. Nếu mà cô về đây cho hương khói cho cô quá thì cô cầu nguyện đủ duyên thì cô Loan sẽ gia hộ cho. Dạ. Cô đó cũng nằm mơ vậy đó, cái sáng cô mới điện cho cô hỏi là con hôm con nằm mơ sao con sợ ma quá. Trời ơi. Cái cô mới nói không sao đâu, tại vì chắc cô có lẽ là bà cô á, tại vì bà cô đó là năm nay 72 tuổi rồi. Dạ. Mà bà cô nói là bà cô tụng kinh pháp hoa mà ăn chay trường nữa, con không có nói. Dạ. Dốc sư cô đâu, cái nói không sư cô rất là tin bà cô, không có nghĩ là bà cô sẽ điện về nói dốc với cô đâu. Dạ. Không. Dạ. Cô rất tin. Thì bà mới nói là nằm mơ thấy vậy có sao không, con sợ quá. Cái nói không, chắc là bà cô với cô Loan có duyên đó thôi. Bà cô cứ cầu nguyện vấn đề gì mà bà cô muốn, nếu mà bà cô đủ phước và đủ duyên với cô Loan đây thì cô sẽ gia hộ cho bà cô. Là mình nói, sư cô nói để cho cách an lòng bà cô á, là bà cô sợ ma. Nó không có đâu có duyên, giờ gặp thì thôi đó. Rồi thì cô cũng, bà cô đó nói vậy, con cảm ơn sư cô. Thì một tháng sau nữa thì bà cô đó mới điện lại cho cô nữa. Dạ. Nói hôm đó con có nói chuyện về mộ cô Loan mà con nằm mơ đó, bà cô, sư cô nhớ con không? Nói dạ nhớ. Rồi hỏi bà cô khỏe không? Nói dạ con khỏe. Hồi lúc đó con điện con nói với sư cô là lúc đó trong dịch mà con ở thành phố Hồ Chí Minh á, con muốn bán một căn nhà mà con đăng bảng hoài bán không được. Dạ. Rồi sư cô nói con cầu nguyện đi.
Thì con cầu nguyện trong 3 ngày 3 đêm hướng về chỗ này và con bán được cái ngôi nhà. Và hôm nay á là con điện cho sư cô á là con gửi 1 triệu đồng á là sư cô gói bánh á. Để cúng cho cô Loan ở đây và cúng chiến sĩ ở đây. Còn 2 triệu là con cúng ở trong Tam Bảo, sư cô mua bông hoa trái cây với cơm canh để cúng Phật. Bà cô nói rất rõ ràng. Cho nên là cô muốn nói câu chuyện này thì để cho các mạnh thường quân xa gần để thấy được cái kênh của em á. Rồi để nói được là cái nỗi lòng của sư cô nói rất là chân thật. Và những cái gì nói là người ta nói lại cho cô nghe. Và cô muốn truyền đạt cái sự chân thật đó. Không lẽ bây giờ bà cô đó trên đó mà dựng chuyện nói với cô để làm gì, phải không? Mà cô nói á, cái gì mình là con người thì cái phước và cái quả không ai gánh giùm ai được mà cũng không ai cho ai được. Thì mình có tự tu thì có phước, mà đủ duyên thì sẽ gặp. Và cái việc của mình á, ước nguyện đó nó hợp thời hợp lý thì ăn khớp với nhau thì sẽ thành tựu. Như qua câu chuyện của sư cô kể đó với chúng chị, thì ở đây là một ngôi mộ như vậy, nếu đủ duyên thì sẽ được cô Loan này ra tay tương trợ và trợ giúp. Còn quý cô chú anh chị cứ không tin thì mọi người cứ thử một lần xuống đây để mà thăm chùa, thăm sư cô và thăm luôn cái ngôi mộ của phần mộ của cô Loan. Dạ, tại vì mỗi lần con thấy những cái chỗ nào mà có cái chỗ linh nghiệm, màu nhiệm á, lúc đó lúc nào nói chung á, xung quanh á là người ta cũng sẽ là an cư hết trơn. Dạ, như lúc nãy con gặp những cái cô ở đây, cô làm vườn con hỏi thôi, người ta sẽ tự động nói với mình là cái ngôi mộ đó rất là linh, cái ngôi mộ đó là nó có một cái gì đó rất là đặc biệt. Ủa hồi nãy thì con có hỏi mấy cô làm cỏ hả? Đó là mấy cô đó, nhà gần mấy nè, mấy này dưới này đó. Là chung quanh nghe, chung xóm đây là tới làm công đức cho cô nghe. Cũng như là cô, vài bữa là cô chuẩn bị dọn dẹp đặng có khách rồi đó, để cho bà con rồi đi ra đó, người ta không có sợ. Rồi mấy cô ở gần đây thôi. Dạ thưa sư cô, thì xung quanh đây con thấy là những ngôi mộ ở ngoài đây cũng khá là lâu hả sư cô? Cũng lâu lắm mà, có nhầm cái bên đó thì có người ta có để bộ bia thì mình mới thấy được rồi cô. Hồi bữa cũng tinh minh đó, thì cô cũng kêu chú Phật tử á, mình thấy được cái gì đó cái mình cứ vẽ lại, ghi lại. Cho nhiều khi cái này bỏ quên chứ hả con? Rồi nhiều khi con cháu tôi muốn tìm gì đó thì có để mà ta tìm, ta biết người thân người ta. Chứ cái khu vực này hầu như là không ai cúng kiến hết trơn á. Đây là tự mình ra mình cúng thôi sư cô hết. Đúng rồi. Rồi có những cái ngày thanh minh thì mình ra mình cúng chung hết vậy đó. Rồi còn cơm canh mà khi mình cúng ở trong chùa thì cúng ra đây mời các vị về tới giờ tụng kinh thì vô nghe kinh. Rồi đủ duyên á thì thọ thân mới, còn chưa đủ duyên thì ở đây hộ chị Tam Bảo vậy đó. Rồi mình đang đứng đây cũng đứng trên cái mộ. Đúng rồi. Đó. Mà con thấy thì vẫn cỏ nè. Nhưng hồi xưa là cái mộ không có cỏ, cho nên mới nói là có một cái mã nổi mà trên cái nấm mộ không một cỏ. Cái câu đó người ta cứ nhắc với nhau nói vậy hoài vậy đó. Dạ con mời sư cô vào trong để cho mát với sư cô. Miếu này để mình cúng á, mình cúng cô Loan xong mình cúng ở đây. Để giống như mời về các vị mà nương náu ở đây đó. Để về cùng thọ hưởng hết những như là phẩm vật, bánh trái hay là cơm nước rồi vậy đó con. Để mọi người được hưởng cái công đức này hết. Đó. Giống như là cái nhà chung cho đúng rồi, cho cái nhà chung. Thì tổng hết diện tích đất ở đây á, là mình được bao nhiêu ngàn mét vuông? Cho chắc 1500 quá. 1500 quá. Mà đất nó lụp sụp vậy nè con, đó nước nôi nó lên vậy, mình nếu mà mình làm cái gì đi nữa thì mình phải mua đất để đổ mà vô. Đổ vô. Từ ở mí ngoài đó hả sư cô? Đó, đường mí cây đó con. Mí cây, là mình chạy dài qua đây là... Cũng như bên đó, cái bụi bông đỏ đỏ con thấy bên đó đó ha, là nó là cái bờ cái đường lộ đi xuống dưới bến. Thì nó từ mí bông đó đi qua đây, tới cây bụi chuối bên này, là nó là cái bề ngang của đất chùa. Thì cái bờ tường rào này nếu mà được quý mạnh thường quân ở xa trong nước ngoài nước và giúp đỡ thì con cũng mong là để được nhiều người biết đến sư cô và giúp đỡ cho sư cô được cái bờ tường rào.
Tại vì xung quanh đây nếu mà trồng không mong vọng thì nó cũng rất là nguy hiểm nữa. Dạ. Mình làm là cái tường lại thì cho nó kiên cố hơn. Nói với từ con thương là khi cô về và cô mở con đường và xây đài Quan Âm á, dạ, để cho bà con tới lui thấy hình ảnh Bồ Tát để mà sanh thiện nghiệp á, thì cũng cô sư cô cũng đã khó rồi, tại vì vừa làm xong thì dịch bệnh vừa tới luôn, một năm vừa rồi không có, mình biết bà con vậy đó, mình không có lên tiếng gì hết trơn á. Dạ. Đó, nhưng mà sắp tới thì thấy bờ rào bốn bên đều không có gì đó. À, cô bây giờ cô chỉ là được xin được làm hai bên đây nè, đường này đi xuống đây như là chữ văn L rồi đó. Yeah. Kéo dài xuống đó. Còn bên đây là nói chung là cái bờ rào để mình làm ganh đất giữa đất của người dân và chùa. Yeah. Cho nó rõ rệt ha. Cũng như là chùa thì không có xâm phạm mày. Yeah. Đó, nhưng mà người dân mà là tham lậm vô cái của chung á, yeah, thì người ta khổ. À, con thấy bên đạo Phật nói cái gì không thuộc gì của mình mà mình sanh tâm nghĩ là chiếm đoạt lấy về mình được, đó là mình đã là cái tham. Cho nên không được, mình làm mình biết á, cho nên mình mới ngăn cái rào đó cho nó gạch rồi để cho bên người dân ta không có phạm lỗi. Yeah. Đó, chứ không phải cô về đây là cô đã làm cái hàng rào miệng này, như là thân thiện với bà con ở đây nè, rồi cô đi lên Sóc Trăng á, lúc trước thì cô ở trên đó cho nên cô cũng có quen Phật tử trên đó, mỗi lần ta phát gạo đi đó cô cũng xin về cho bà con mình. Ví dụ như mỗi lần phát thì được 50 phần, 100 phần cho những người lân cận, mấy cô làm cỏ, quét lá, rồi tới lui công quả, gói bánh đồ cho, những khi mà có đoàn tới á. Yeah. Mình trong quê mà thì đâu có cái gì bằng cái tấm lòng đâu con. Vì như là bánh tét, bánh dừa đó là trong quê mình. Yeah. Thì cô thì làm vậy đó, rồi tặng cho đoàn, gọi là tấm lòng của mình gửi đến bà con khi mà bà con vô tới đây. Thì con thấy chùa mình cũng không có gì đẹp, con đi rất là nhiều chùa, tụi con đi quay vậy. Con thích cái cảnh như vậy chứ con, nó yên tĩnh. Chùa là mình phải cây cối như thế này, mình nó mới được cái giống như an nhàn trong cái lòng mình đó. Chứ không phải là mình để đẹp rồi chi. Cô á thì cô về cô không có chưa có bỏ cái gì trơn á, thầy quý thầy trước để làm sao là cô chỉ để lại và cô lót gạch đường đi được cho nó tươm tất bằng phẳng cho bà con dễ đi thôi vậy đó. Thì cái cô này là cô này ở ngoài chợ cũng thường vô nấu cơm công quả đồ cho mấy chị em gói bánh ăn cơm đó, rồi cũng ra thắp nhang cho mộ cô Loan ở đây miễu bà để cầu cho được bình an trong nhà trong cửa hay đó con. Dạ thưa sư cô, thì như xung quanh đây ngày xưa giờ thì còn những cái câu chuyện mà nào mà như những người lớn tuổi chia sẻ lại với mình là những câu chuyện về tâm linh đó sư cô. Cô thôi sư cô biết, sư cô chia sẻ lại con với quý khán giả được không sư cô? Con thấy ở ngôi chùa của mình đó, nó có một cái gì đó nó rất là riêng biệt với những ngôi chùa khác. Là mình về tới đây á, là nó hợp với phong cảnh của mình, là cây cối nó mát mẻ, nó an nhàn trong cái thân của mình. Thì ở đây là nãy như lúc đầu sư cô kể, ở đây nó có những cái cuộc chiến tranh xảy ra. Thì con nghĩ nếu mà đã có người đã mất thì sẽ có những quan hồn, còn cũng có những cái linh hồn người ta sẽ cũng còn ở xung quanh đâu đây đúng không sư cô? Cô biết không, hồi lúc cô mới về á, cô sợ lắm. Dạ. Tại vì á, hồi lúc đó thì năm nay là cô 55 tuổi à. Dạ. Lúc đó cô về vừa lãnh chùa là vừa chuẩn bị 2 tháng nữa là cô là 50 tuổi. Dạ. Đúng không? Bước qua 51 tuổi chứ. À. Thì nó mấy thầy mà đi chung cô mà mấy thầy nhỏ nhỏ hơn cô á, tuổi nhỏ hơn á, đưa cô xuống đây nè, cái nói gì nè, thôi cô ơi đi về trên kia ở đi, về trên Sóc Trăng ở đi, ở trong này vậy con thấy gì không, hồi đó chưa có nhà này hết trơn, tại vì ruộng không luôn, ruộng với nguyên một cái trong chùa mình nó có một gừng cây nè, gừng cây nó gặm gạp lắm, cái nghe từ chùa mà đi ra Đài Quan Âm này ta không dám ra, ta sợ á đó. Đó thì khi mà cô về á thì có một cái cô đó bây giờ năm nay chỉ là 70 tuổi, kêu thường thì kêu bằng chị Hai vậy đó, nhưng mà năm nay chỉ 70 tuổi rồi. Yeah. Thì chị cũng có tương ứng chiến sĩ này, hạp mới ở đây được, còn không hạp là người ta đi dễ chứ nè. Yeah. Ta sợ ta không được, còn chị có hạp với chiến sĩ cho nên là chị cũng là ở đây, rồi chị nói là cũng như mấy chú chiến sĩ đây là hay sáng là hay tập thể dục với đi hành quân á, 1-2-1-2 là cứ dậm đất con, dậm đất nghe cái gót giày của mình nghe lụp bập luôn vậy đó. Cái cô nói trời chị đừng nói em ở em đi về Sóc Trăng.
cái cô nói như vậy, nhưng mà cô thắp nhang từ ở trong hồi nãy là hậu tổ rồi cô chỉ nhang cho con đấy ha. Dạ. Rồi cô thắp cho bàn tổ, cô lãnh lễ tổ, rồi lãnh lễ Phật, rồi các vị là thần xung quanh, và đưa thắp dài cái chiến sĩ ra tới ngoài này. Thì cô cầu nguyện á, nếu con có duyên với thánh địa này á, thì các ngài ở đây phước mặt phước mày con người phàm con không có thấy, nhưng mà các ngài gia hộ sao á là cho con được ấm áp. À, để mà con ở đây thì, con cũng như làm dán gọn cho cái chỗ này cho nó tươm tất hơn, cho bà con thân thiện hơn vậy đó. Dạ. À, cô nói vậy đó rồi tự nhiên ấm áp rồi cứ ở vậy đó. Dạ. Vậy là lúc trước là cái người cô kia cổ nghe là đoàn quân lính ở đây hành quân. À. Trời ơi, cái đó gặp mình nhắc chạy mất tiêu luôn á. Nhưng mà có nhiều bà con nói hồi lúc mà ở đây á, mà mấy vị mà gọi hồi xưa cũng biết á. Dạ. Mình có cái hơ tặng xê cái hố rồi đó. Dạ. Hoặc là cái mấy chú đào cái hầm rồi đó, mà gớt một cái bom xuống đó là trời, mấy chục người. Trời ơi. Mà lúc mà gặp trận gì đó thì giống như mất á, thì cũng như là mình đào rồi mình sắp như cá mồi rồi mình lắp đất thôi. Dạ, chôn tập thể. Ờ, chôn tập thể nhưng mà không biết gốc nào. Dạ. Cho nên trên cái thánh địa nào chỗ nào mình cũng trân trọng hết. Dạ. Bây giờ á, thân người á, thì khi hạ xuống thì trả cho lòng đất ha. Dạ. Thân xác thì về lòng đất, mà linh hồn thì mình vẫn còn người nào không có tội lỗi gì thì vẫn tới lui tự tại. Dạ. Vậy đó. À. Vậy là tính ra ở tại ngôi chùa của sư cô đang ở đây bây giờ là cũng có một cái hố chôn tập thể. Nhưng mà không biết là không biết ở đâu, ở cái chỗ nào. Đúng sư cô, đúng rồi. Dạ. Thì thấy bà con về cũng kể câu chuyện này, kể có nhầm người nói đừng nói sư cô sợ sư cô không ở đây nữa, cô đâu bỏ đi. Dạ. Rồi nhiều người cũng nói cô thôi cô ơi, cô ở mà tự nhiên được lòng thương á thì cô sẽ ở được. Có dùm vị nói ở chỗ này mà không được lòng á, à, ta hiện hình cho mình thấy luôn đó. Dạ. Nói vậy đó. Thì cái con bé này nó xúc giang nó xuống thì nó đứng bên đó, mà không biết là cô nghĩ lúc đó là dạng nó ám ảnh hay như thế nào á, nó thấy bên này có người đứng. Ở bên đâu con? Là ngay chân mộ cô Lon. Ngay mộ cô Lon. Mà lúc đó là nó đi chụp hình lúc 12 giờ. Dạ. 12 giờ trưa hết. 12 giờ trưa. Thì á vậy nhà chị luôn. Không, cái đây là cái nó vô mặt mãi xanh lẻ trơn ha. Cái dạ. Lúc chắc chưa ăn cơm nè, con nói sao nó tên Thanh, cô nói Thanh sao con không ăn cơm nãy giờ đâu, nãy giờ con đi chụp hình bình Quan Âm hồi lúc chưa xây đài Quan Âm lớn nữa. Dạ. Đó, còn ở đây con chỗ Quan Âm ở chỗ ao sen á, con thấy bên mộ cô Lon có người đứng quắt con qua. Trời, con sợ quá con chạy vô. Trời, rồi cách đây á, thì cỡ như 2 tháng đi, có con bé này nó ở Sóc Trăng, bây giờ nó đang bán cơm mà để ngay chân bệnh viện đa khoa của Sóc Trăng bây giờ đó. Dạ. Thì lúc đó nó xuống đây với người bạn, nó đem nước suối đồ cho cô á. Dạ. Thì tối thì 6:30 là chùa tụng kinh, thì cô đang ngồi tụng kinh thì nó ra đây thắp nhang dài ra đây nè. Rồi nó thắp nhang rồi á, thì cô đang tụng kinh, cô nghe cái tiếng người chạy á, phịch, và cô chỉ liếc qua nhìn thì mình đang đọc chữ mà đó. Thì xuống rồi nó nói nhang á, con thấy chỗ cái mộ cô á có một người mặc mua đồ trắng ngầu vậy. Dạ. Con sợ quá con chạy vô, mặt mày xanh lè luôn, lúc đó là 7 giờ tối. Trời. Và cô nghĩ là chắc các vị này cũng thử thách gì đây, cũng như nói không biết có hay không có. Dạ. Để cho có thấy lần cho biết gì đó. Là cô nghĩ là vậy, nhưng mà giống như chào hỏi nhau cho vui thôi chứ không phải là làm cho mình sợ chứ. Dạ. Ừ. Dạ. Con nghĩ cái giờ giấc mà 6 giờ 5 giờ tới 7 giờ, giờ đó cũng linh lắm á. Thì giữa mặt trời vừa lặn đúng không con? Dạ, đúng. Đó rồi mà nó đi ra đây, nó ra đây mà bình thường nó cũng giảng lắm, nó Phật tử mà nó nói con thấy rõ lắm. Rồi nó thôi con, tại con sợ quá con ám ảnh gì đó, nó không có, nói thiệt con không có dốc cô đâu. Dạ. Thì những người nào đã có quy y Tam Bảo rồi thì cô nghĩ họ không bao giờ nói dối với mình. Dạ. Đó thì cái gọi là cái đức tin đó. Cũng cô Lon cũng dữ dằn quá ha. Đó thì quý vị này tới đây xin, cô không biết xin cầu nguyện vậy đây cô không biết. Tụi nó tự nhiên, cô cũng để cho tụi nó đi tự nhiên, nhiều khi có khách tới cho họ đi tham quan bình thường. Dạ. Cái này là cái gọi là cái đức tin của họ thôi, đúng không? Bây giờ kêu tin cô mà cô không có làm được việc gì ta cũng đâu có tin, đúng không con? Cho dạ. Nên cái chuyện đó cái chuyện gọi là tâm linh ha. Hình như chị sinh được khỏe xong.
Thì nói về tâm linh á thì cũng có nhiều người thấy lắm, có người thấy cũng đi qua đi lại giống như người thường mình thôi. Ở đâu cô? Mà vòng vòng đấy nè. Dạ. Ờ đó là tới ban đêm mà rồi họ vô họ thắp nhang lại họ cũng thấy. Đó. Rồi, nếu mà nói gì thật sự là trong cái miếng đất chùa này á, người nào yếu vía là sẽ vô đây là sẽ thấy được những cái cái chiến sĩ phúc mặt phúc mại hoặc là người âm đó, mà hồi đó cái chị mà chị kể nói là người ta sáng mà giống như người ta đi tập thể dục vậy đó ha, nghe cái gót chân đi đi vậy đó, thì lúc đó là mấy trong cái đoàn đó có mấy chú bác sĩ nữa, có bác sĩ đi theo đặng mà giống mà hành quân rồi gọi mấy người mà đi trong y tá trong thời chiến đó. Dạ, mình dùng cái từ như vậy đi để mà khi mà có đụng trận rồi mà băng bó rồi đó là có mấy người đó rồi mà giống như là tử trận ở đây luôn đó con. Thì con thấy nè, đi con đi qua đây nè. Đó là tại sao mà trong này á, trước bây giờ á là trước cô về nữa ha. Đó con thấy là có cái đắp cái ngôi sao ha. Đó. Đắp ngôi sao đó là có hồi trước khi cô về. Rồi mà cái tháp đó như là cái tháp để thờ tượng trưng thờ chung đó con. Dạ. Đó rồi cô mới thấy ở đây cũng thờ như vậy, cô mới thỉnh ngài Địa Tạng ra đây để ngài Địa Tạng để độ mà vong linh đó con. Dạ. Đó có hình ảnh Phật ở đây để cho người ta đi ra đây thấy hình ảnh Phật ngài Địa Tạng cái người ta cũng bớt sợ vậy đó. Dạ. Rồi tượng Di Lặc á thì hồi đó cũ quá rồi, cũng chùa này cũng một phần là cũng bị ảnh hưởng bom đạn rồi đó. Dạ. Rồi cũng sức mẻ rồi cô thấy cũng còn gương mặt của ngài cũng còn vui quá rồi cô cũng thượng ở đây chừng nào hoại thì hoại ha con. Cây rồi sau này cái mấy người đó nó mới sơn màu lại, lúc đầu cô tưởng là xi măng nhưng mà không phải là bằng cây. Ồ. Vậy đó. Vậy là tượng đa số đây là xưa làm bằng thủ công, bằng tay là đúng rồi. Bằng cây gỗ hết. Chỉ có sao là ở trên chánh điện mình bổn sư với Quan Âm với ngài cũng ngài Địa Tạng nữa là cái là xi măng cốt sắt con. Dạ. Đó bên này thì thờ chiến sĩ. Thờ chiến sĩ ở đây là cũng như mấy đứa bán quán mà quán ăn quán cơm rồi đó con. Dạ. Cũng như là một tháng thì tụi nó vô đây cúng hai lần. Nấu cơm canh đồ rồi cúng cho chiến sĩ vậy đó. Gọi là mình nhớ ơn á. Hồi thời chiến á, vì chiến tranh thì quý vị đã tử trận thì cũng gìn giữ đất nước, bây giờ mình thời bình á mình làm ăn được thì mình cúng gọi là tưởng nhớ đó. Thì con thấy người ta tự người ta đặt nè đó. Mà bây giờ cái mà mấy người mất này là ở ngoài Bắc vô không mà con, bây giờ á là cũng như thân nhân ta đi xong rồi mất luôn, đâu có quay về Bắc được đâu. Dạ. Nằm đây là hiện tại giờ ở dưới đền chùa mình vẫn còn hài cốt còn. Rồi mấy cây sao rồi nè. Dạ. Là cái cô đó cổ nằm mơ á, cổ thấy nước ngập lên cây hồi như là năm 2018 hay gì á là nước lên ngập hết trơn tới góc này luôn, ngập hết trơn luôn, đóng gông trên nấy này hết trơn luôn đó. Thì cổ nằm mơ thấy mấy chú á bạn ở trần mà bạn cái quần sọt mà sọt bằng giống như màu xanh với lại nó gần ghi đó. Dạ, dạ. Dạ. Giống như cái võng của bộ đội đó. Dạ. Nón rồi đó là vậy đó, thấy leo lên cây thì nhiều lắm. Thôi vậy đó, mấy cây sao này luôn. Mấy cây sao này lớn tuổi hơn cô nữa đó. Dạ. Bây giờ đó là cái này cỡ 70 năm tuổi rồi. Dạ. Rồi con thấy đất nó lụp sụp là do cây sao nó ăn rễ á. Dạ. ăn đất trời hết. Rồi nhiều khi trời giông á thì trời mưa á thì nhánh khô quá rớt xuống á, cho nên cô dặn là nếu mà đi chùa mà trời mưa cứ vô chùa đừng có đi mấy gốc cây này rớt nhánh bất tử. Ở đây nếu mà tính đó hiện tại bây giờ là sư cô cũng chưa tìm ra được là cái hố chôn tập thể, và ở dưới nền đất của chùa mình á, sân của mình á là vẫn còn những cái xương cốt của các anh hùng chiến sĩ ngày xưa đúng không sư cô? Còn nhưng mà cũng không biết nằm ở đâu. Yeah. Mà cũng như hồi cô về á, cái này nó bờ kinh nè, ở cặp đó cái đường lộ bây giờ là bờ kinh. Yeah. Rồi xong á là mình mới làm đường lộ á thì lắp bờ kinh đó luôn đó. Rồi lấy đất ở ngoài ruộng mà những cái đất gò đó mình trải lên đây nè, trên chứ không thôi nó không có đất nó nổi mấy cái rễ sao rễ dầu lên đó. Yeah.
rồi cô mới mua đất chở vô, một xe vậy là 100 ngàn á, giờ là tiền chở á. Yeah. Tiền chở đất vô, đất thì đất gò mà ruộng ta làm nó không trúng, ta phải lấy một lớp gò để lên, rồi người ta cho mình cái mình mướn xe mình chở vô đó. Yeah. Cho nên bây giờ đất khai quen ra toàn chắc rắn được dữ luôn. Bây giờ mới hôm qua còn có gặp ông rắn lục mà ngộ lắm, có khách về cái ổng vòng vòng, ổng cũng ham vui hay sao đó, ổng cũng đảo đảo làm ta sợ. Ủa, có luôn hả sư cô? Có, mới hôm qua nè. Thì nói về chuyện rắn thì có một cô đó nói hồi xưa là trên nóc chùa nè, hai ông giỡn chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại nè. Vậy đó. Con rắn á. Ông rắn gì? Ông rắn á. Trời ơi, thấy ghê vậy. Tại vì nó rừng rậm, tại vì ít người đi. Dạ. Rắn thì ở chỗ yên tĩnh, ở chỗ mà cái rừng rậm nhiều mà ít người qua lại. Dạ. Có hơi người thì thật sự cái gì nó cũng muốn đi, cho nó cũng có, mình đi tới lui thì nó không có, với làm trống trải thì không có. Dạ. Tùm thì có. Hồi đó mình giống như bây giờ người ta đang dặm lúa vậy đó, người ta đang làm một chỗ mà cho lúa dày thiệt dày. Cái nó mới lấy lúa đó đi dặm lại những cái chỗ mà người ta xạ mà nó không có đậu, không có dính đó. Dạ, dạ. Thì sáng vậy nè, ông lướt ngang một cái là một đường như chiếc xuồng nhỏ của mình. Trời ơi, nó bự dữ vậy cô. Ăn gà, ăn gì luôn á, ăn gà. Người ta tưởng đâu là ăn trộm với bắt gà, nhưng tới gình, không nó gình thì mới thấy, hơi sợ. Vậy là cặp rắn nó cũng chắc bự lắm, dữ thần lắm. Thì hồi lúc đó thì nói chỗ đó đó, chỗ cái cây sọp đó đó. Dạ. À, hồi xưa là mấy ông về là ở trong cái cây đó. Ở trong cây đó. Dạ. Rồi cũng như chị này chị kể nè, vô đây đi kiếm củi. Rồi bây giờ thì chỗ này thì cô không thấy cọng dây chạy á. Người ta nói, thường thường ta nói chơi với nhau là đi gió về mây, nhưng mà ở đây là đi trên mây, là cọng mây á. Không biết hồn cọng mây mà để người ta bắn không thuộc, nó bóc 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 đó. Dạ, dạ. Đó, thì ở đây nó đang đường lên như vậy nè. Mây nó ở trên, nó dưới này thì lụp sụp như nè, rồi leo lắm, đi chạy lên, nó cũng không có sụp nè. Trời ơi, giống như mây nó mọc. Rồi thì ở dưới này nó lại là nó một cái khoảng trống gì đó, thì có thể là mấy ông đó người ta ở làm hang đó đó, ví dụ vậy đó. Rồi nhưng mà trong cái gốc cây đó, thì cái cô này cô vô cô hái đọt chạy, chứ cô lụm củi khô vậy nè. Thì thấy là vô có thấy là một ông á, cái mặt như là nó lớn, nó có mỏng nữa, giống như là đội như cái mão công chúa vậy á. Vậy nói là giống như là công chúa đội mão vậy đó. Thì là lết không à. Sợ bị lại ví dụ cắn hay gì đi. Cái lết không lết thì từ chỗ đó mà đi ra tới bờ ruộng á, quần áo rách hết trơn luôn. Chị, trên cây trên gì chà. Con thấy cái sinh mạng con người ta là trên hết không? Dạ. Lúc đó trên gai trên gốc gì mà đi cũng đi thôi, xạy hay là hoặc là gai tre rồi cũng thấy bườn ra. Dạ. Là sợ. Là quảng hồn hết trơn. Sợ đó. Về tới bệnh luôn á con. Dạ. Ừ. Rồi có người kia thì giống như ở đây có người thợ bắt rắn. Có như cô nghe người ta nói vậy nè, khi mà còn đương thời á, cũng như thấy cái hang đó, chỉ để tay thôi là ổng bò lên. Dạ. Ta bắt tự nhiên là mình còn đương thời, mà tới chừng mình hết thời là tới người ta lại ta rút lấy mình đi. Dạ. Rồi vậy đó. Dạ, cái câu chuyện người ta nói là sanh nghề tử nghiệp là. Dạ. Vậy á. Dạ. Cái câu chuyện của sư cô nói là giống như những ông thợ mà bắt rắn là người ta có hay có bùa, có cái gì đó để trong người để mà bắt rắn. Lại gần hang rắn á, dỗ ba cái hang rắn tự bò động bò ra. Nhưng mà tới lúc mà tới tuổi rồi á, tới tuổi mà giống như hết là trả nghiệp á, đến lúc trả nghiệp á là trả bằng cái sinh mạng của mình. Thọt tay vô chỗ hang vẫn có rắn, nhưng mà rắn chúa con bằng ngón tay út à, bò ra cắn cho chết luôn. Là là nhiều người nói hồi xưa kể lại. Dạ, thì cái chú này tới đây nè cũng như không sợ á, đi vô đây đi. Thì đi vô đó thì cái cây đó trên rắn ở trên á, hồng đầu xuống chỉ le lưỡi liếm vô cái trán của chú này thôi. Trời ơi. Thế là chú về chú bệnh thì vài tháng sau chú mất luôn. Yeah. Là cũng... giống như là rắn ông rắn bà này là ông thầy này không đủ tuổi để mà làm bắt mấy người đó. Đó. Dạ. Cũng như làm cho thấy cho biết vậy đó ha, rồi xong rồi sợ quá rồi về mất luôn. Yeah. Là cũng là cũng như người dân địa phương này kể lại cho cô nghe đó. Yeah. Mà có gặp rắn ông rắn bà này cũng có từ thời xa xưa đó. Thì nói chung là người ta cũng tu luyện thôi, chứ người ta không có phản ảnh. Đúng rồi. Thì cái gì cũng như ở trong cái môi trường á, nếu mà người gọi là, thí dụ như mà loài vật đi, mà biết nghe được, hiểu được tiếng người á. Dạ. Thì họ ở trong cái môi trường thiện nghiệp này, họ cũng hiền lành đi một chút. Dạ. Nói vậy đó. Dạ. Dạ, thì hiện tại bây giờ là cái chính điện mình ở bên đây hả chú? Chính điện nè.
À, nếu mà nói về bây giờ hiện tại mà chùa mình á đang thiếu những cái vật như thiếu những cái gì khiến sư cô phải mình đang mong muốn mình đang muốn làm với sư cô. Bây giờ thì thật sự ở đây á thì cô cũng nguyện là như năm nay nếu mà đủ duyên á thì cô sẽ xin các mạnh thường quân đóng góp một người từng một cây một giống như một cây sắt hoặc là một bao xi măng tùy tâm ha để làm một cái bờ gào hàng gào ở phía sau đài Quan Âm á, tại vì người dân ta làm ruộng lên thì lúc đó mình làm á đất của mình đã mình chừa ra hơn một mét rồi mà người ta cứ sắn vô hoài tới chân cái đế Quan Âm luôn thì cô sợ cái quan tượng Quan Âm mình tới 9 mét mà đế luôn là 12 mét sợ nó dạng hỏng chân á rồi nó ảnh hưởng tượng đó, cho nên là cô muốn làm Phật tử nói đất Phật tử tới đâu thì cô làm ganh tới đó, còn lại là của chùa thì cô làm hàng gào để mà mình có thể là mình bơm cát rồi thêm để làm cái chân cho nó chắc chắn, chứ làm một bờ gào đó cho nó hẳn hoi để khỏi có mà lấn cấn qua lại á. Vậy đó. Giờ là nói chung là mình chỉ cần một cái tường rào. Tường rào để mà mình giữ được cái đất của chùa và bảo vệ cái bức tượng, tại tượng nó nặng nó sẽ sập xuống. Đó. Tượng mình là tượng xi măng cốt sắt mà đắp tại chỗ đúng không con? Dạ. Rồi cái tượng đó mà mình bị nếu mà mình lấn đất chạy đất nhiều quá thì nó sẽ bị sập xuống. Nhưng mà tượng thí dụ tượng sập hay gì nó cũng ảnh hưởng tới ngôi chùa. Thì tất cả cô về đây cô làm á thì cũng cô hướng lòng nếu sự tu và những cái sự mà cô công phu công quả chỗ này cũng nếu có công đức có phước thì cô cũng hồi hướng cho Phật tử xa gần, những người nào sống trong thiện nghiệp cũng được thừa hưởng những cái công đức này, là mong muốn cho bà con xóm ấp hòa thuận thương yêu đoàn kết với nhau rồi giúp đỡ lẫn nhau rồi chăn nuôi trồng trọt đều được phát triển trong cái thiện nghiệp. Đó là cái lòng cô mong muốn khi cô về đây là 5 năm rất là khó khăn đó. Dạ rồi thì con cũng cảm ơn sư cô đã nhấn một ít thời gian quý báu của mình mà truyền tải những câu chuyện xoay quanh cái ngôi chùa của mình và truyền tải những câu chuyện mà nói về cái ngôi mộ của cô Loan rồi đó. Và con cũng mong muốn là sẽ đóng góp một ít công sức nào đó từ của con và các mạnh thường quân để mà gửi gắm vào chùa để mình xây chùa, sửa chùa, hoặc là mình nếu đủ duyên hơn thì được các quý mạnh thường quân ở xa và trong nước ngoài nước đóng góp với mình một ít công sức để mình từng cục gạch, từng bao cát, bao xi măng để mình xây dựng lên cái bức tường cho bảo vệ cái chùa để cho đừng có bị sạt đất hoặc là bị mất mát hư hao cái nào nữa. Dạ. Con thì không có lời hay ý đẹp gì, con chỉ cầu mong là được quý mạnh thường quân ở xa thấy được cái chùa của mình và chung tay với chùa để giúp đỡ cho chùa. Thì bữa nay thì cũng đủ duyên lành là ngày mùng 3 tháng 5 ha. Bữa nay mùng 3 tháng 5 thì các em cũng tới đây cũng hỏi cô tìm hiểu về cái ngôi chùa Vĩnh Thạnh này. Thì trước màn ảnh các mạnh thường quân xa gần có coi kênh của em đó. Thì cô cũng chúc cho Phật tử xa gần các mạnh thường quân trước tiên là mạnh khỏe, bình an, công việc luôn hành thông, gia đình thì ấm êm hạnh phúc trong thiện nghiệp. Nam Mô Di Đà Phật. Nếu có duyên mà đi ngang qua ngã năm thì cũng mời Phật tử ghé vô chùa trước lễ Phật rồi sau viếng mộ U Loan và dùng với cô bữa cơm thân mật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Con cảm ơn sư cô nhiều. Tí nữa con sẽ xin số điện thoại của sư cô để con để lên trên kênh để cho quý cô chú anh chị mạnh thường quân ở trong nước ngoài nước có muốn liên hệ để hỏi thăm trực tiếp với sư cô hoặc là như thế nào đó thì điện trực tiếp với sư cô. Còn nếu mà quý cô chú anh chị nào muốn đóng góp mà thông qua kênh của tụi con á thì con tụi sẽ trích ra một cái quỹ để đó, rồi chừng nào mà đồ mình cảm thấy hôm nào cái con xuống con đưa trở lại cho sư cô để đây con cúng giống như là nhà con tụi con cúng dường giùm lúc đó tụi con sẽ xuống cúng dường lại cho sư cô. Rồi cảm ơn sư cô nhiều nha. Cô cũng chúc ba đứa em ha cũng thân an tâm lạc và công việc của tụi em luôn luôn phát triển, kênh của các em được nhiều các mạnh thường quân thương và ủng hộ xem nhiều. Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn sư cô để chút nữa tụi con sẽ vào trong chúng tâm bảo sau. Như địa chỉ mình ở đây là địa chỉ mấy sư cô? Cửa mình đây là khóm 5, phường 1, thị xã Nga Năm, tỉnh Sóc Trăng.
Thì quý cô chú anh chị có nghe địa chỉ đó, nếu mà có ghé thì ghé để mà thăm chùa cũng như thăm sư cô. Ghi với số điện thoại luôn, nếu mà còn ghi số điện thoại thì cô có số điện thoại. Dạ. 0963 037 917. Dạ, sư cô đọc lại một lần nữa. 0963 0963 037 917. Dạ rồi. Cô là cô Diệu Thanh. Dạ. Rồi, con cảm ơn sư cô dạ. nhiều nha. Dạ. Dạ, đây nào quý cô chú anh chị. Thì cái cây này là theo như cô sư cô chia sẻ là cây này là cây sọp. Mà khi xưa là có một cái cô gái là khi mà đi đến đây á lấy củi và đi hái rau đó. Thì nhìn xuống cái hốc cây này thì có một cái ông gắn, mà ông gắn rất là to, mà giống như là trên đầu là có đội mão luôn. Thì cô đó là cô mới hết hồn, cô mới quảng hồn, cô lết đi không à. Thì bây giờ Đăng cũng xin phép thằng cây, thằng núi, thằng rừng, những người khuất mặt khuất mãi ở đây, để cho Đăng tiến sâu vào cái hốc cây này chút xíu, để mà xem coi ở trong nó có cái gì không. Như bây giờ thì mọi thứ ở đây nó cũng đã trống trải hơn nhiều rồi, không còn mà kiểu như là rừng rậm rậm rạp như xưa nữa. Cho nên nó là những ông thằng rắn nữa chắc cũng không có còn ở đây nữa đâu. Lâu lâu thì có thể là ổng về nghe kinh nghe Phật đồ. Đây đây ở trong có một cái hốc rất là sâu quý cô chú anh chị. Những cái hốc này thì đa số là cái nó do cái thân cây á nó bị mục á, là những cái này nó bị mục nè, thì nó tạo thành một cái hốc nhỏ, nó mục hết rồi quý cô chú anh chị. Cái hốc này cũng to thiệt luôn á. Cây này thì đang nghĩ là chắc cũng rất là lâu, là cũng vài trăm năm rồi chứ không có ít đâu. Ngôi chùa này thì có lịch sử cũng cả trăm năm rồi. Quý thắp nhang cho cô đi. Có quạt. Có nhang chưa? Có một quạt đây nè. Có một quạt đây nè. Giờ thì mấy anh em mình thắp cho cô Lon cây nhang. Từ từ. Đây nè, có quẹt nè. Dạ. Đợi chút xíu để tụi em thắp nhang cho cô Lon cái. Cầu mong cho cô Lon linh thiêng, cho video của tụi con được lan tỏa đến quý cô chú Mạnh Thường Quân, để mà giúp đỡ cho sư cô ở đây có thể là có cái kinh phí mà làm lại hàng rào. Cái này là Đang thấy hình như là giống đất ruộng quá. Có những cái cọng cỏ nè quý. Có những cái cọng rơm nè. Cọng cúc gà. Thì đất ngay đây là lúc xưa. Thì ngày xưa cũng là lấy đất lên thôi. Vậy là cái đất này là từ xưa tới giờ luôn á. Có bên đây nó bị lõm hết một phần rồi nè. Bởi vì những cái câu chuyện mà kỳ bí mình khó mà nói được. Sợ đốt không cháy hả? Lòng có thành không? Lòng thành mới được nha. Chờ nhang là quý cô chú anh chị chắc có lẽ là mấy anh em mình đốt đầy đủ hết quá. Mà không biết là đủ không, ở đây là bao nhiêu chỗ cắm nhang nữa. Một nơi một cây thôi quý.
hai cây quý tính rồi mà. Hử? Tính rồi mà. Tính đốt hết đây hả? Ừ. Ừ. Là ở đây có 4 lư hương nè. Có 2 ngôi mộ bên đây là chắc 2 ngôi mộ của những người thai nhi quá. Những em bé. Không phải đâu được khi có cốt á. Ừ, cũng có thể là những cái cốt người ta chôn như vậy nữa. Hồi nãy thì đang có vô chính điện, đang thắp nhang cho Phật rồi. Chút có lẽ là đang sẽ quay lại chánh điện cho quý cô chú anh chị xem ở trong có một cái tượng Phật Thích Ca rất là lớn. Sau khi tham quan một vòng và nghe những cái câu chuyện tâm linh ở nơi cái vùng đất thiêng này của sư cô chia sẻ, thì bây giờ đang mời quý cô chú anh chị cùng đang đi vào bên trong bên chánh điện. À, nơi mà thờ những cái vị Phật ở trong đây. À, như ở đây là chánh điện này quý cô chú anh chị. Có Phật Thích Ca và những vị Phật Bồ Tát đồ xung quanh. Rất là đẹp luôn. Còn bên hông này thì hình như là còn đi vô sâu hơn trong bên trong nữa. Đây. Ừ. Ở đây đang thấy có rất là nhiều những cái bức hình nè quý cô chú anh chị. Thì hồi nãy sư cô có chia sẻ là những cái bức hình này là do người thân họ gửi vào chùa. À, có những người họ không có điều kiện thờ ở nhà, rồi họ gửi vào chùa. Rồi có những người ở những nơi mà giống như là không có nhà cửa, ở gầm cầu hay là ở bụi đồ á, khi mà mất á thì cũng được gửi vô đây. Có rất là nhiều, hình như là đang thấy là nhiều lắm luôn á. Có những bé trẻ nè, rất là nhỏ, cũng có những người rất là lớn tuổi. Ở trong đây thì những cái linh hồn này có thể là được nghe kinh, nghe Phật Pháp, cho nên họ có thể là họ tu. Dạ đây là giống như là chắc là những vị mà hòa thượng quá, những vị chủ trì đã từng sinh sống ở đây. Ở trên đó là bức tượng Đạt Ma Sư Tổ quý chú anh chị. Thì bên đây cũng hết rồi. Ở vùng đất này thật sự mà nghe sư cô chia sẻ thì nó rất là linh thiêng luôn. Có những điều mà tâm linh tuyệt bí, mà đặc biệt là cái ngôi mộ của cô Lon. À, thì nãy giờ quý cô chú anh chị xem video cũng đã hiểu được phần nào ở cái vùng đất này. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh, để đang có thể là có thêm cái động lực á, để mà đi nhiều nơi hơn, để mà chia sẻ những cái đặc biệt, điều ly kỳ đến cho quý cô chú anh chị xem. Thì hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha.